Ukraine đang xếp các xe tăng và xe chiến đấu bị cháy rụi của Nga dọc theo trung tâm ở thủ đô Kiev. Khi người Ukraine chuẩn bị kỷ niệm ngày độc lập thời chiến lần thứ hai trong tuần. Ngày lễ quốc gia kỷ niệm tách khỏi ảnh hưởng của Moscow. Tôi nghĩ rằng nên cho thấy quân đội của chúng ta có khả năng gì và cái giá của cuộc chiến chống lại người Nga này cũng như của chiến thắng là bao nhiêu, cho thấy họ chiến đấu tệ đến mức nào và nâng cao tinh thần của chúng ta. Điều quan trọng là phải xem những ví dụ về những chiến thắng của chúng ta. Rơi đúng vào 18 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, mọi người đi dọc phố Kretschatuk ở trung tâm thủ đô và nhìn chằm chằm vào vỏ đạn cháy của xe chiến đấu bọc thép và các loại khí tài khác xếp thành hàng dài như một cuộc diễu hành quân sự. Tôi rất thích ý tưởng trưng bày và tôi muốn cả thế giới chứng kiến. Tôi muốn nó được đăng tải trên Instagram và TikTok. Tôi sẽ tự đăng, phải xem những gì chúng ta có thể làm với họ. Tôi tự hào về các lực lượng vũ trang Ukraine, vinh quang cho Ukraine và vinh quang cho các anh hùng. Kỳ nghỉ lễ độc lập của Ukraine diễn ra vào thời điểm quan trọng khi cuộc phản công chống lại các lực lượng của Nga chỉ đạt được tiến triển chậm chạp ở phía đông và phía nam cách xa Kiev. Các vũ khí đã phá hủy các thành phố yên bình của chúng ta và giờ chúng trưng bày ở đây. Vinh quang cho những người bảo vệ anh hùng của chúng ta đã bắn hạ chúng và cảm ơn những người đã khiến họ không thể làm được gì. Vinh quang cho Ukraine, vinh quang cho những anh hùng. Chúng ta sẽ đứng vững, chúng ta sẽ mạnh mẽ và tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng. І слава Україні, слава героям. Ми вистоїмо. Ми будемо міцні. І я думаю, що ми переможемо. Người dân ở trung tâm Kiev cho biết họ thích việc trưng bày các thiết bị quân sự bị phá hủy của người Nga mà họ hy vọng sẽ nâng cao tinh thần chiến đấu. Nhưng một số người coi đó là lời nhắc nhở đau đớn về sự khủng khiếp của chiến tranh. Những gì tôi đang thấy ở đây thật là kinh dị, thật khủng khiếp. Nó giết chết con người, trẻ em, những người có lý trí, những người có thể làm việc vì lợi ích của Ukraine cũng như phần còn lại của thế giới. А навіть для усього світу. Trong tuần trước, trong khuôn khổ diễn đàn Army 2023, Nga đã trưng bày các chiến lợi phẩm quân sự mới nhất là vũ khí trang bị quân sự của Ukraine do NATO cung cấp bị quân Nga thu giữ. Nguồn tin nói rằng thiết bị gồm một số xe bọc thép của phương Tây, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh, đã bị các quân nhân Nga thu giữ trong chiến dịch. Quân đội Nga đã thu được một số mẫu vũ khí từ chiến trường Ukraine, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ, xe tăng hạng nhẹ bánh lốp AMX MLC của Pháp, và xe bọc thép chở quân SV-90 do Thụy Điển sản xuất. Tổng thống Nga vào cuối tháng 7 năm 2023 đã nhấn mạnh Ukraine đã không thành công trong mọi hướng phản công. Tất cả các nỗ lực phản công đã bị chặn lại và Ukraine đã bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề.
здесь у нас отделение для десанта. Тут мы видим как раз места стрелка-наводчика, место командира. Там впереди место мехвода. Соответственно. Внутри нее можно перемещаться только на корточках. А вот, кстати, попадание пробития. Судя по характеру отверстия, кумулятивное. Видимо, РПГ. Но при таком попадании командир точно не выжил. Место механика-водителя CV-90 БМП. Вот как раз мы здесь можем видеть поражение. Пришлось прямо из мехвода. Собственно. А вот здесь на башне попадание из РПГ. Оно как раз таки тоже пробило БМП. И кумулятивная струя ушла к наводчику.